Xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục Hãy chọn máy đúng. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa SJCAM SJ4000 Wi-Fi cùng với đó là chiếc M10. Và chúng ta cùng hiểu xem trong tầm giá như vậy thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm nào. Và cả hai thiết bị này thì hiện đang được phân phối chính thức tại website đẳngcấpcamera.vn, đơn vị cung cấp trực tiếp các sản phẩm camera hành động của SJCAM từ nhà phân phối SJCAM Việt Nam. Đây là đại lý chính thức độc quyền và duy nhất của nhãn hàng camera thể thao SJCAM tại Việt Nam. Chúng ta cùng đến với thiết kế thì đây là điểm khác biệt đầu tiên chúng ta phải nhận ra khi nhìn thấy hai sản phẩm này. Với 4000 Wi-Fi thì đó là một thiết kế quen thuộc trên tổng thể của mô hình hộp chữ nhật. Nó rất giống với rất nhiều những mẫu SJCAM trên thị trường hiện tại. Còn với M10 thì nó đem lại chúng ta một sự khác biệt. Nó không phải là mô hình hộp chữ nhật nữa mà tổng thể thiết kế của một hình lập phương. Nó rất là nhỏ gọn và thời trang. Cá nhân mình thì mình thích thiết kế của chiếc M10 hơn. Nó độc và lạ. Đó là về thiết kế tổng thể, còn về việc bố trí các phím bấm hay là các cổng kết nối tùy theo thiết kế của từng mẫu rồi thì chúng ta cũng dễ dàng và làm quen và sử dụng thôi. Về màn hình chính thì cả hai đều sở hữu một kích thước khoảng 1,54 inch, nó khá là nhỏ. Tuy nhiên thì cả hai đều được trang bị khả năng kết nối với smartphone thông qua Wi-Fi. Vì thế thì điểm yếu này cũng sẽ giảm bớt được phần nào. Chúng ta có thêm không gian để theo dõi và trải nghiệm ở trên hai mẫu SJCAM này. Đó là về tổng thể thiết kế, còn về giao diện và cũng như các tính năng thông minh thì mình cũng đã có trải nghiệm cả hai và cũng có so sánh qua một chút. Thì với mẫu này nó có một cái giao diện sử dụng riêng. Tuy nhiên thì nó vẫn chia theo từng tab, từng mục quen thuộc để giúp chúng ta dễ dàng làm quen và cũng như là sử dụng cũng như cài đặt các tính năng cả hai sản phẩm. Cả hai sản phẩm này đều sử dụng camera chính với độ phân giải là 12 megapixel, quay phim tối đa ở phân giải Full HD ở 30 fps. Nếu dựa theo các thông số thì chất lượng hình ảnh của trên hai sản phẩm này cũng là tương đương. Đó là so sánh về tổng thể thiết kế, những các tính năng thông minh. Thì bây giờ sẽ là trải nghiệm thực tế của mình. Với cả hai chiếc SJCAM này nó đều có camera chính với độ phân giải là 12 megapixel cùng với góc chụp rộng lên đến 170 độ. Vì thế thì khi mà chụp ảnh thì hai chiếc SJCAM này đều cho chất lượng hình ảnh tương đương nhau, góc chụp cũng bằng nhau, độ phân giải cũng tương đương nhau. Vì thế thì cũng khó có thể phân biệt được đâu ra chiếc SJCAM có chất lượng hình ảnh camera tốt hơn. Vì thế thì mình có thể cho điểm số hòa ở phần chụp ảnh của cả hai chiếc SJCAM này. Còn về chất lượng quay video, đây cũng là một sự lựa chọn rất là khó khăn khi mình không biết đâu là chiếc SJCAM cho chất lượng hình ảnh tốt hơn. Vì cả hai đều có thông số camera tương đương, kể cả chip xử lý hình ảnh của cả hai mẫu này đều sử dụng cũng giống nhau. Chỉ vì thế chất lượng hình ảnh về hai chiếc SJCAM này đều rất là giống nhau, rất khó để phân biệt. Vì thế trong điều kiện đủ sáng mình cũng lại chấm điểm bằng nhau. Còn đây là những hình ảnh mà mình thu được ở hai chiếc SJCAM này trong điều kiện thiếu sáng. Mình cũng khuyên các bạn là cũng không nên sử dụng nhiều các sản phẩm SJCAM trong điều kiện thiếu sáng vì chất lượng hình ảnh của nó chỉ ở mức chấp nhận được, nó không có quá nhiều điều nổi bật. Và đây sẽ là những hình ảnh của hai chiếc SJCAM này khi mình quay ở điều kiện thiếu sáng để các bạn có thể so sánh và có những đánh giá cho cá nhân. Vừa rồi thì những chia sẻ và so sánh của mình về hai mẫu SJCAM ở phân khúc giá rất là tốt. Đó là chiếc SJ4000 Wi-Fi cùng với đó là chiếc M10. Với cả hai mẫu SJCAM này thì rất là khó khăn để có thể lựa chọn đâu sản phẩm tốt hơn. Nếu các bạn cần một sản phẩm có một thiết kế độc và lạ thì chiếc M10 sẽ lựa chọn các bạn. Còn nếu bạn không chú trọng quá nhiều về thiết kế, tuy nhiên thì vẫn cần một chiếc SJCAM cho những trải nghiệm tuyệt vời về hình ảnh thì chiếc 4000 Wi-Fi sẽ lựa chọn các bạn. Còn nếu các bạn quan tâm đến hai sản phẩm này thì cũng đừng quên truy cập vào website đẳngcấpcamera.vn để thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và cũng như những ưu đãi đi kèm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.